Dạo này thời buổi khó khăn, đến cái ve chai cũng khan hiếm. Đi từ sáng tới giờ, chẳng nhận được cái ve chai nào. Đôi giày này còn mới quá, mà mới thế này, ai lại bỏ ở đây nhở? Nhưng mà nhìn cũng vừa chân thằng Dũng đấy, phải mang về cho nó ngay mới được. Chúng coi ơi, chúng coi, mẹ ở đây con ơi. Ơ, à, mẹ. Ơ, à, sao mẹ lại ở đây nhở? Ơ, à, sao mẹ lại ở đây? Con cần mẹ đón đâu? Mẹ vừa mới mua được đôi giày, mẹ muốn mang đi cho con vui. Ơ, à, giày mới mua à? Ơ, à, mẹ ơi, giày của mẹ mới mua, sao nó bẩn thế? À, đôi giày lũi mẹ đi, mẹ làm rơi mất, lên nó bị bẩn, con có thích không? Đâu, đâu, để con xem nào. Ôi, bạn Dũng coi, đừng không ai mà thân thiết thế nhỉ? Ừ, trông cái bà kia xấu xấu bẩn bẩn. Mình thì theo dõi xem nào. Thôi, được rồi. Ừ, mẹ về đi. Ông bạn con nhìn thấy, bạn con ngại lắm. Mẹ về đi, mẹ về đi. Cái gì? Mẹ. Thế mà lúc nào cũng nói với mình là nhà tớ giàu lắm, mẹ tớ nhiều tiền lắm. Lúc. Hey, Dũng coi ơi. Mẹ đi đi, bà con đừng được đi à? Mẹ đi đi. Dũng coi. Tại mẹ bảo cậu vừa gọi gì tới đấy. Dũng coi à? Cậu vừa nói chuyện với ai mà thân mà thế? Nói chuyện với ai á? À, lúc nãy cái bà đánh giày hộ tớ đấy mà. À, mà cậu thấy đôi giày của tớ mới mua có đẹp không? Đôi giày này của cậu á? Sao mà tớ nhìn thì nó quen quen nhỉ? Hình như đôi giày này của tớ vứt ở gốc cây đằng kia kìa. Giày là giày của cậu, chắc đôi giày này giống đôi giày của cậu đấy. Chứ giày này mẹ tớ mua tận bên Mỹ phải về đây. Ái chà, mua bên Mỹ về cơ à? Được rồi, bọn mình đi về đây. Đi về đây. Có ai không? Cho tôi xin mấy đồng. Có ai không? Kia là mẹ bạn Dũng mà. Mẹ bạn Dũng làm ăn xin à? Bây giờ mình phải lấy điện thoại ra, quay video lại. Đúng. Mang ra khoe cho cả lớp xem. Mang đi khoe cả lớp thôi. Ai không? Cho tôi xin vài đồng. Chúng coi, con sao thế? Tại mẹ, bây giờ các bạn em con biết mẹ đã ăn xin rồi đấy. Tại sao bố mẹ các bạn giàu thế? Có người làm giáo viên, có người làm bác sĩ. Tại sao mẹ con lại phải làm ăn xin chứ? Con hận mẹ lắm, con dối mẹ. Cứu với, có ai không cứu với? Ngươi là bạn toàn bé bỏng lông con mà. Chính bạn ấy đã lời về cả lớp biết mẹ làm ăn xin đấy. Chó đáng đời bạn ý đi. Không được, bạn là con mà, sẽ gặp nguy hiểm đấy. Mẹ con mình không thể để yên thế được, để mẹ ra cứu. Mẹ. Cháu không sao ạ, cháu cảm ơn cô. Đúng rồi ơi, cháu cảm ơn cậu nhá. Cháu không sao là tốt rồi, lần sau cháu đi chơi, cháu cẩn thận hơn nhá. Mai mà có tớ đến cứu giúp, không thì cậu sẽ bị lọt cắn mấy miếng thế, tại mẹ bỏng à. Ôi, cô tốt bụng quá. Vậy mà cháu lúc nào cháu cũng chê cô là ăn xin, là nhặt ve chai, lúc nào cũng chê bạn Dũng còi. Vậy mà cô vẫn tốt bụng, cô giúp đỡ cháu. Thôi, không sao đâu, bây giờ tớ với cả mẹ tớ đưa cậu về nhá. Thôi, để cô đưa cháu về nhá. Vâng ạ. Đi, bà ơi, bảo ngươi đi.